Đây là buổi phỏng vấn về AutoCAD Therapy tại Eye Care Optometry ở Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Chào chú có thể giới thiệu sơ qua về gia đình và bé làm AutoCAD được không? Gia đình thì làm cho bé được 1 năm rưỡi. Dạ, dạ chú tên là gì vậy? Tên là Jimmy Huỳnh. Dạ, còn bé làm AutoCAD tên gì? Bé là Lena Huỳnh. Dạ, Lena, how old are you? I'm 11 years old. Okay. Dạ, trước khi làm AutoCAD thì gia đình mình có lo lắng gì không ạ? Có lo lắng chút là sợ cháu không có được cảm thấy thoải mái khi mà mang đó. Dạ, bây giờ thì gia đình mình còn lo lắng gì không ạ? Bây giờ thì không, bây giờ cháu thoải mái. Dạ, chú có biết cái độ của bé trước khi làm AutoCAD không ạ? Cái độ bé trước á là mắt phải là khoảng 2 cho độ rưỡi, phía tay phải và bên trái đó là 2 độ 25. Và loãng đó, loãng thị đó thì khoảng độ chấm 75. Dạ, bé đã đeo AutoCAD được bao lâu rồi chú? Khoảng độ 1 năm rưỡi. Dạ, chú có nhớ là bé có gặp khó khăn gì trong đêm đầu tiên không ạ? Có, bé khó chịu và bé muốn lấy cái đó ra. Dạ, nhưng mà sau bây giờ thì bé cảm thấy... Bây giờ okay. Thì bé cảm thấy comfortable, tuy nhiên là thoải mái. Dạ, hôm nay check up thì bác sĩ nói là bé đã thấy được dòng nào trên bảng chữ rồi ạ? Thấy tất cả các dòng trên bảng chữ. Dạ, là 20-20 hả chú? 20. Dạ. Thì chú có thể cho con biết một vài cái lợi ích của việc đeo AutoCAD trong những cái hoạt động hàng ngày của bé được không? Thứ nhất là không có bị lệ thuộc vào mắt kiến. Dạ. Thường xuyên và đồng thời bé cảm thấy thoải mái khi làm những cái sinh hoạt hàng ngày của bé từ trong trường cho tới về tới nhà. Dạ. Hi Lena, can you tell me some benefit of wearing AutoCAD in your daily activities? So I always go to dance competitions and dance class daily every single week. So then I think that wearing my glasses is like a hassle in dance class, and then it always like falls off when I'm turning. So then I think that AutoCAD is really, really a benefit to me because then I just take it out in the morning and then I feel comfortable, my eyes are clear and everything's just perfect. That's good. And sao chú biết văn phòng ở đây làm AutoCAD hả chú không? Ở đây đó thì cũng được một hai người giới thiệu tới và đồng thời cũng nghe tên bác sĩ ở trên TV. Dạ, chú có định giới thiệu chương trình này cho những người khác không ạ? Có nói chuyện với một vài người và đồng thời bạn của bé cũng hiện tại bây giờ cũng đang có trong thời gian được giới thiệu để đi tới để khám đó. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Thì trước khi con kết thúc thì chú có muốn nói điều gì với bác sĩ James Trương không ạ? Hiện tại bây giờ đó thì bác sĩ đã giúp bé rất nhiều và thật cảm ơn bác sĩ có cái cơ hội để bác sĩ giúp cho bé được tốt trong vấn đề mà nhìn thấy rõ hơn. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chú. Thank you, Lena.